Và xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em có về thêm cho các bác một cái giới thiệu các bác một combo nghe nhạc nữa mà em rất là tâm đắc và ưng ý. Đó là combo nghe nhạc đến một thương hiệu đến từ Pháp và một thương hiệu đến từ Anh Quốc, đó là hãng loa Focal. Và đại diện của nó hôm nay thì sẽ gửi tới các bác là Focal 906R Made in Pháp, và một cái hãng loa từ Anh Quốc đó là thương hiệu Cambridge. Và ngày hôm nay em lựa chọn để phối ghép cho các bác đó là Cambridge CXA61, một trong những cái cặp đôi có thể nói là rất là ăn ý với nhau. Thứ nhất là về cái chất âm cũng như là về cái sự đồng điệu và cơ cấu giá thì đều rất là ổn. Hôm nay thì sẽ gửi tới các bác, lát là em sẽ gửi tới các bác những cái bản test. Tuy nhiên là bây giờ sẽ giới thiệu với các bác chi tiết những cái sản phẩm trước để các bác thấy rằng là tại sao em sẽ lựa chọn hai cái sản phẩm này để phối ghép với nhau để tạo một combo. Thì đầu tiên chắc chắn các bác sẽ quan tâm đến mức giá, thì có thể là em sẽ báo giá cho các bác luôn là cái loa Focal kia thì sẽ có mức giá là 23 triệu các bác nhá, 23 triệu hàng mới tinh nguyên hộp bảo hành 1 năm, và âm ly sẽ có giá là 21 triệu, tổng là 44 triệu. Và để có mức giá tốt nhất thì các bác có thể liên hệ với hotline 0964801193 để hỗ trợ cho các bác mức giá tốt nhất. Đó thì bây giờ thì nôm na khoảng hơn 40 triệu là như vậy. Em sẽ quay lại gần và giới thiệu các bác cái sản phẩm loa Focal cùng với âm ly Cambridge này để cho các bác tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình một combo nghe nhạc phù hợp các bác nhá. Ok, bây giờ thì không để các bác chờ lâu hơn nữa, thì đây thì Focal thì cũng khá là lâu mới về, đúng ra là nó hết hàng đấy, mới về được thêm 5 cặp nữa thì em mới quay. Bây giờ em sẽ bỏ cái AK ra để các bác có thể tham khảo cũng như là đánh giá cái cặp loa này. Thì đây là một cặp loa hai đường tiếng các bác nhé. Anh sẽ gỡ tiếp cái chép, đây cái phục bảo vệ chép để các bác hình dung. Đó, cặp loa hai đường tiếng thì con này có kích thước rất là ấn tượng. Thực sự em rất thích cái kích thước của loa này. Những kích thước khoảng tầm 35 đến 40 cm đối với chiều cao là giá bút xe mà em thấy nó lý tưởng nhất để nghe nhạc trong cái phòng khoảng 25 m2 đến 30 m2 đổ lại. Thì cái kích thước này là kích thước mà em thấy ấn tượng nhất, bởi vì nếu mà nhỏ hơn khoảng 25 27 cm thì nó sẽ rất là hạn chế. Đâm ra là các anh hoàn toàn là yên tâm nhé. Đầu tiên là gì, với một cái thiết kế màu là màu Noir. Thực ra thì cái màu này các bác xem quan sát này, màu này thì nó sẽ có phiên bản loa này 906 nó có 3 màu, thì cái màu này là màu màu Noir, màu đen bóng piano và một màu nữa em nhớ nó không nhầm, nó màu gold nude thì phải. Thì các cái màu kia thì giá nó sẽ cao hơn, và tuy nhiên là em lựa chọn màu Noir để bán cho các bác, bởi vì là một là cái mức giá nó thấp hơn, cái thứ hai là thực ra cái màu sắc thì nó không, đối với người chơi audio thì người ta cũng không quá là nặng nề quá cái chuyện màu sắc, mà quan trọng nhất là một là cái chất âm của nó, cái thứ hai là gì, cái tính đồng bộ về củ loa cũng như là cái phân tần ở bên trong nó giống hệt nhau, chỉ khác nhau mỗi màu thôi. Thì đối với phiên bản 906 thì màu Noir là màu có mức giá rẻ nhất các bác nhá, rẻ nhất đấy. Và cái thứ hai là gì, con này có một thiết kế đến từ châu Âu, do đó là gì, nó được thừa hưởng một cái kiểu thiết kế nó khá là giống những đất nước như là Italy hay là Pháp hay Italy, thì họ đều có hay lựa chọn những cái phần thiết kế ở mặt trước này là dùng bằng cái dạng như là đây nó là cái da bọc da nhé, phần mặt trước của loa hoặc bọc bằng da, thì chắc em nghĩ là da công nghiệp thôi, chứ đối với sản phẩm loa mà bình dân, gọi là bình dân xong dòng loa đến từ cái thị trường châu Âu thì nếu mà da gọi là da xịn thật thì chắc là em nghĩ là không 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 phải đâu. Nhưng mà bọc da như thế này tạo nên một cái điểm nhấn rất là ấn tượng, và nó có một cái nhận diện luôn đối với cái đất nước ở châu Âu, thì dòng dòng loa đến từ Pháp hay Ý thì hầu hết là bọc da rất là nhiều, bọc da rất là nhiều. Đó, và cái bề ngang của con loa này sẽ lên tới 25 cm và sâu là 22,5 cm. Đặc biệt của cái phần loa Focal ấy thì các bác hình dung là ở cái mục loa chép này này, thì chép con này nó dùng một cái vật liệu rất đặc biệt các nhá. Vật liệu này thì thường sử dụng trong máy bay, sản xuất linh kiện máy bay, đó là vật liệu aluminium và có cả magnesium nữa. Đấy, vật liệu này, cái phần ở trong này là vật liệu được làm từ linh kiện máy bay, do đó là cái âm của nó rất là sáng và mượt, nói chung là rất mềm mại ở giải cao các bác nhá. Khi các bác nghe giải cao rất là mềm mại. Một cái nữa là xung quanh của nó thì có một cái tấm cao su như này, thì nó cũng là làm từ vật liệu gọi là vật liệu boron có tính đền hồi rất là cao. Cái tấm cao su xung quanh này là vật liệu boron có tính đền hồi rất là cao, do đó khi mà rung giật ấy, khi cái màng chép nó rung ấy, thì nó ngoặc, mặc dù rung ở bên trong nhưng mà nó lan tỏa độ rung bên ngoài, cũng như là tạo một cái độ rung đàn hồi do loa chép khi đánh ra. Đấy là cái điểm đặc biệt của dòng loa Focal đó. Ở tiếp bên đây là con loa chép này. Loa chép này thì nó có một cái
kích thước em nhớ không nhầm nó khoảng tầm 16,5 cm các bạn. Hầu hết các dòng loa này đều có kích thước bát là thường sẽ là 16,5 cm. Đó, và bên ngoài có một cái côn loa, cái vỏ loa bên ngoài có cái chữ logo là Focal và Made in France, tức là sản xuất tại Pháp cũng nhé. Gân loa là gân cao su và màng loa là màng lanh 3 lớp. Đấy, màng lanh 3 lớp. Thì cũng nên cũng điểm đặc biệt của Focal thì cái tiếng bass nó sẽ sâu hơn và cái giảm được rất là nhiều tiếng ồn ở mặt sau. Giảm tiếng ồn và giảm rất nhiều tiếng ồn khi mà đánh xuống âm bass, và cái vòng dòng bass bằng lanh này ấy, thì cũng là một cái điểm đặc biệt mà chỉ ở trên dòng Focal nó mới có các nhá. Các dòng khác thì sẽ không có đâu. Đấy. Thì cái độ nhạy của này khá là cao các bác, độ nhạy của nó lên tới 89,5 dB. Bây giờ sẽ quay phía sau loa cho các bác. Đấy, bác hình dung này, độ nhạy của nó lên tới 89,5 dB, và độ nhạy cao như thế thì thường trở kháng nó cũng sẽ là 8 ohm luôn. Với sản xuất tại Pháp, công suất của nó là 120W, thì các bác hoàn toàn yên tâm là đánh với lại con cặp và chiếc âm ly CK61 là một cái điều rất là tuyệt vời, rất là hợp lý luôn đấy. Rất là vừa bạn với nhau, không bị quá. Cầu loa này, cầu loa dạng bắp chuối, ở đây em cắm bắp chuối cho bác. Các bác hoàn toàn nên, nếu các bác mua loa này, em nghĩ bác nên đầu tư cho nó một sợi dây tốt để chúng ta truyền tín hiệu tốt nhất và được truyền tải âm thanh nó đồng điệu, đồng bộ nhất cho cái thiết bị của mình. Đấy là về phần phía sau. Và con này lỗ thông hơi cũng đặt ở phía trước thôi, lỗ thông hơi ở phía trước. Lỗ thông hơi dạng WeFlex, do đó các bác hoàn toàn có thể đặt loa sát tường được. Đấy là cái phần về phần loa Focal 906 này. Ở tiếp đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc âm ly mà em lựa chọn phối ghép. Đó là chiếc âm ly có tên là CK61 với công suất là 60W. Thì các bác hoàn toàn yên tâm là với công suất 60W này nó có thể đánh dư cái cặp loa này. Bởi vì một là gì, nó có hai kênh, các bác hoàn toàn lựa chọn đánh dồn một kênh thì đánh rất là khỏe rồi. Cái thứ hai là một kênh thì sẽ thành 120W rồi, đánh rất là vừa vặn luôn. Cái thứ hai là con này sở hữu mạch Class AB, do đó là gì, khi mà hoạt động âm ly khoảng 15 phút nó sẽ nóng hơn và đưa cho chúng ta hiệu suất âm thanh tốt nhất và cao nhất cho cái chiếc âm ly này. Càng nóng nghe càng hay, đó là cái những điều em thường nói về âm ly mạch Class AB. Con này thì có rất nhiều tính năng hay cho các bác yêu thích nhạc, kể cả nhạc số hay là như là Bluetooth này, chuẩn aptX HD các bác. Các bác thường nghe thấy chuẩn aptX thôi, nhưng mà chuẩn aptX HD mà chuẩn rất là cao đấy, và các bác nghe Bluetooth nó khác biệt hoàn toàn so với những thiết bị khác. Một thiết bị từ Anh Quốc và đạt chuẩn Hi-Res Audio, có khả năng chơi phần mềm Rune Tested đấy. Với thiết kế mặc dạng hình chiếc thuyền đây, hơi gợn sóng ở dưới, và có một cái logo Gamelit ở trên đây, và có rất nhiều kết nối như 3.5 rồi cổng quang, cổng tai phone với một nút volume bên này. Thì Sega 61 ấy, trang bị cho một cái xuyên biến áp rất là lớn ở trên này. Các bác có thể nhìn qua cái cam của em thì nhìn thấy bên trong đây có một xuyên biến áp rất là lớn, tỏa nhiều nhiệt và có mạch của nó bên trong. Nếu các bác có xem cái ảnh mà em để ở phần mua review thì nó rất là đồ sộ bên trong. Nói chung là bộ mạch bên trong rất là khủng. Kèm theo đó là những cổng kết nối đa dạng, em sẽ quay phía sau cho các bác sẽ xem nhé. Đa dạng như là cổng máy tính này, cổng Bluetooth này, rồi cổng quang, có hai cổng quang này để các bác có thể kết nối Smart TV xuống, rồi các cổng đầu vào cũng như cổng line out ra, cổng sub nữa, hoàn toàn rất là đầy đủ cho các bác để các bác có thể nghe cũng như là nghe nhạc từ TV, Bluetooth đấy, hay là thậm chí các bác có thể gắn thêm đầu CD vào hay mâm đĩa than để các bác nghe nhạc. Thì rất là nhiều lựa chọn cho các bác để các bác có thể phối ghép với cái combo này. Thì đây là combo mà em lựa chọn rất là hợp lý cho các bác, bởi vì một là nó có cái tỷ lệ cơ cấu giá là cũng đồng điệu với nhau về giá, hai là có rất nhiều chức năng hay như là Bluetooth này, cổng quang này, cổng máy tính này để các bác có thể kết nối từ máy tính vào qua cổng USB DAC đấy. Thì Focal 906 và Cambridge CX61 hy vọng là sẽ làm cho các bác hài lòng cũng như là mang lại cái sự thứ âm thanh nó mập mạc giản dị nhất khi các bác nghe một số bản nhạc Trịnh hay một số bản nhạc mà có cái sự cái tính tâm sự, cái tính gọi là tính lời kể nó cao ấy. Thì em nghĩ là đây là một sự lựa chọn hợp lý cho các bác khi mà đi làm về, chúng ta sẽ sống chậm lại một chút bên những bộ dàn của mình cũng như là trải nghiệm được cái âm thanh mộc mạc giá trị mà cuộc sống mang lại cho chúng ta, để các bác có thể có một ngày là trọn vẹn hơn các bác nhá. Ok, và bây giờ thì sẽ mời các bác cùng lắng nghe những bản test đến từ combo Cambridge CK61 cộng với lại chiếc cặp loa Focal Made in Pháp Noir 906 Noir các nhá, để các bác có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Em sẽ test cho các bác 1-2 clip để các bác có thể có những cái trải nghiệm rất tuyệt vời với combo này.
em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em vòng lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà chưa. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại ngôi, nhớ những con sông nối bao dòng kinh, nhớ ngựa thô ngoài ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, ô bỗng là dòng sông. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quen tên. Em còn nhớ hay em đã quên? Khi chiều xuống bên sông nước lên, em nô đùa giữa phố nhà có nắng vàng lạc trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn có em trong tim của mẹ, thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó có câu hò, có con đò chờ mưa nắng đi. Em